Sau đây em sẽ hướng dẫn cách thu hoạch nấm bào nguyên xám nha. Cái cánh nấm như thế này thì đã đến tự tổ thu hoạch. Thì mình thu hoạch như thế nào thì mình sẽ thu hoạch ở nguyên cụm nấm nha. Mình sẽ nắm như thế này, nắm nguyên cụm nấm đi. Đây, nguyên cụm nấm nó sẽ như thế này ha. Rất là đẹp luôn. Sau đó mình sẽ dùng cái đít mổ mình vệ sinh cái cọ nấm. Mình sẽ cạo những cái gốc của chân nấm ra ha, cho nó sạch đi. Đây, cho sạch như thế này. Sau đó mình sẽ dùng nắp, mình đậy nắp lại và mình ngưng tưới. Sau 7 ngày thì mình sẽ mở nắp ra tiếp và mình sẽ thu hoạch tiếp. Đây, đây là cách thu hoạch nấm bào nguyên xám nha mọi người.